Dạ vâng, thì lần đầu tiên cho shop phụ kiện BCB của bên em có lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các bác có cái niềm đam mê đi săn bẫy ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc các bác nhé. Thì hôm nay shop em đang có một chút thời gian rảnh và làm một cái video để giới thiệu về cho các bác những cái dòng laser để các bác gắn BCB này, dòng kính bắn nhanh hỗ trợ các bác đem nhanh cái con mồi của mình trong cái cự ly gần. Đấy, mẫu laser, mẫu kính bắn nhanh này các bác đều lắp được cho BCB này, Kondo FX truyền thống, súng cồn, súng chế, ná cao su các bác đều có thể sử dụng được. Nên các bác nào mà các bác đang muốn tìm hiểu về những cái mẫu laser và những cái mẫu kính ngắm nhanh thì các bác có thể quan sát qua video này của em. Đấy, em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết cũng như là báo giá công khai luôn để các bác cân đối tài chính các bác nhé. Rồi thì em cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nữa thì sau đây em giới thiệu luôn cho các bác về cái mẫu laser đầu tiên của bên em. Dòng laser mini. Laser mini này thì sử dụng pin cũng áo nhé. Chỉ có tia đỏ thôi. Tia đỏ hỗ trợ các bác bắn ban đêm. Thì laser mini này giá thì đang là 150.000, bao gồm hết cước phí vận chuyển dưới tận nhà cho các bác rồi. 150.000 có kẹp dây hoặc là kẹp nòng, các bác dùng cái nào các bác bảo em. Pin thì sẽ là sử dụng là pin cúc áo các bác nhé, sử dụng là pin cúc áo như thế này. 150.000 cho mẫu đầu tiên. Mẫu thứ hai là về dòng laser con dán. Laser con dán này thì dùng cho các bác nào chơi Kondo U, Kondo Z, mình chơi hạng ngắm, các bác lắp cái này thì sẽ không bị vướng nhé. Dây thì sẽ là dây 11 lệch một bên như này. Mẫu mới nhất của năm 2023 các bác. Pin thì cũng sử dụng là pin cúc áo, đi kèm hai công tắc, một công tắc gạt và một công tắc bấm cho các bác này. Đấy, laser con dán giá thì nó sẽ là 250.000. Đấy, laser con dán này chỉ có tia đỏ thôi các bác nhá. Rất nhiều bác hỏi em tia xanh nhưng mà laser con dán nó không có tia xanh. Đấy, các bác chỉ chơi được tia đỏ thôi. Laser con dán. Đến mẫu thứ ba là về dòng laser đầu đạn. Cái dòng này thì phổ thông rồi. Đấy, em không cần giới thiệu cho các bác cũng biết đây là laser gì rồi. Đấy, rất được các bác tin tưởng sử dụng. Tia xanh, các bác bắn ban ngày, các bác soi tầm khoảng tầm 80-90 mét vẫn nhìn thoải mái các bác nhé. Đấy, thì một chiếc laser đầu đạn tia xanh như này thì shop em đang bán cho các bác với giá là 300.000, bao gồm cước phí vận chuyển từ tận nhà đây các bác. Về laser đầu đạn tia đỏ, laser đầu đạn tia đỏ thì sẽ rẻ hơn, 260.000 cho các bác. Đấy, kẹp nòng, đi phụ kiện đi kèm này, kẹp dây, kẹp nòng, đầy đủ hết cho các bác này, kẹp nòng này, hết pin, các bác sạc trực tiếp bằng điện lưới luôn. Đây là cái tiện ích của cái laser đầu đạn. Thứ tư là về lòng da laser to. Các bác nào mà các bác muốn kẹp nòng FX thì các bác phải tham khảo loại này. Vì kẹp nòng của loại này nó sẽ to hơn loại của đầu đạn. Đầu đạn kẹp phi 16 thôi. Loại này thì các bác kẹp phi 22, phi 28 đều được. Và các bác kẹp vào giảm cũng được. Đấy, thì laser này là laser ống to. Ống to này thì cũng có tia đỏ và tia xanh. Cũng có kẹp dây 11 cho các bác này. Đấy, tia đỏ này. Tia rất chi là mảnh luôn. Chỉnh tâm lên xuống trái phải. Đặc biệt laser này là một cái dòng laser cao cấp, chống nhảy tâm cực kỳ là tốt cho các bác nhé. Đấy, laser đỏ to dạng ống như này thì là 300.000, giá sẽ đắt hơn đầu đạn là 300.000 này. Loại xanh to các bác bán ban ngày như này sẽ là 330.000 các bác nhé. Đấy, 330.000. Còn về laser đại bàng đây, mẫu đại bàng này thì sẽ có thêm đèn pin cho các bác này. Đèn pin thì ba chế độ đầy đủ hết cho các bác, soi các bác soi trong tầm 4-50 mét. Laser màu đỏ. Đấy, loại này thì không có kẹp nòng rồi, chỉ có kẹp dây thôi, dây 11 hoặc là dây 20. Đấy, hai pin đi kèm riêng biệt này. Đấy, thì mẫu laser đại bàng này thì giá là 430.000 cho tia đỏ, 470.000 cho tia xanh em nhé, 470.000 cho tia xanh như thế này. Rồi thì là đấy là em giới thiệu qua các bác về dòng laser. Thì về dòng kính ngắm nhanh cho các bác nào, các bác muốn đem nhanh con mồi trong cự ly gần. Đấy, không, mình không dùng kính ngắm BCB, mình dùng kính ngắm nhanh như này cũng được. Đấy, kính này thì các bác gắn cho ná cao su rất chi là hợp lý này. Kính này thì đầu tiên giới thiệu về cái kính là kính bút neo. Kính bút neo thông số là 1x40 RD. Chỉnh tâm lên xuống trái phải cực kỳ là dễ dàng cho các bác rồi. Các bác cứ vặn cái này ra, trong này nó có ốc chỉnh cho các bác ấy. Đấy, kính này thì sẽ có một tia duy nhất là chấm đỏ, chấm xanh như này. Một là chấm các bác dùng chấm xanh, hai là các bác dùng chấm đỏ. Đấy, các bác bắn trong tầm 5-60 mét thì cực kỳ hiệu quả luôn. Đấy, thì kính bút neo này thì giá là 350.000. Đấy, bao ship cho các bác. Về kính con dán đây, loại này thì được các bác tin tưởng sử dụng nhiều hơn vì chất liệu của nó hoàn toàn bằng nhôm nhé, toàn nhôm cứng này. Đấy, cũng có cái loại này thì có 4 tâm cho các bác rồi. Đấy, tâm tròn, chấm, cộng đầy đủ hết cho các bác. Đây, em xoay hơi khó nhìn một chút. Đây, các bác nhìn hơi khó nhìn một chút đấy. Đấy, tâm rất chi là đẹp, loại này thì bem thì cực kỳ là ok. Đấy, thì cái kính con dán này thì giá thì em vẫn đang bán cho các bác với giá là 400.000. Đấy, bao gồm cước phí vận chuyển từ tận nhà cho các bác nhé. Đấy, kính con dán. Đấy, thì các bác nào mà quan tâm tới những cái mỏng dòng kính ngắm nhanh này, dòng laser thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Đấy, bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các bác. Thì một video của em đến đây xin được kết thúc và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo của em ạ.